Xin chào cả nhà. Hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn cách đi xe buýt số 23. Mọi người nhìn thấy mình đang theo dõi cái tuyến xe buýt 23 trên phần mềm tìm buýt này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Nó bị hơi bị lóa. Mình sẽ đứng vào đây để quay cho mọi người nhé. Đó. Nhìn vào cái phần mềm này. Đầu tiên là mình vào CS Play để search cái phần ở search chữ tìm buýt ạ. Sau đó mình đao ra ngoài màn hình. Đó. Đao ra màn hình rồi. Đối với đi xe buýt Hà Nội thì mình sẽ đao cái chữ tìm buýt. Chữ tìm buýt ạ. Sau khi đao ra ngoài màn hình rồi, mình sẽ tìm kiếm. Mình sẽ gõ chữ tìm, ví dụ như là tìm điểm xe. Tìm điểm xe thì ở đây là khu vực nhà Nhung đang là ở phố Lương Đình của Phương Mai. Mình muốn di chuyển đi sang Hoàng Cầu thì mình sẽ đi xe số 23. Đi sang Hoàng Cầu hay là đi sang Trần Quang Diệu thì mình sẽ đi xe số 23. Và với cái cách sử dụng phần mềm này rất chi là tiện lợi. Mình có thể theo dõi được bao nhiêu phút nữa xe sẽ đến đây. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Các anh, các chị, các nhị có nhìn thấy không ạ? Bây giờ mình có thể theo dõi chiếc xe buýt số 23 này đang đi đến bể bơi Bách Khoa. Và 7 phút sẽ có mặt ở cái điểm bệnh viện Gia Liễu, khá là sát gần với nhà của Nhung. Và như vậy thì mình nhìn vào mình cũng thấy rằng là nó cũng không phải là quá lâu, do đó mình có thể chờ nó được. Còn nếu mà ví dụ mình theo dõi, nếu mà thấy cái xe ở đây đi qua cái điểm Lương Đình của này thì sẽ có 3 xe. Là xe buýt số 23, xe buýt số 18 và xe buýt số 99. Thì để mà sang khu vực Hoàng Cầu thì Nhung có thể đi xe 23 này, Hoàng Cầu và Hào Nam Nhung có thể đi 23, hoặc là đi xe số 99. Để đi xe 99 thì mình sẽ đi bộ vòng trở lại một chút thôi. Đấy, mọi người thấy chưa? Cái xe buýt nó đang di chuyển qua sân Đại học Bách Khoa rồi, đi rất là nhanh. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4. Ngày 30 tháng 4 năm 2021. Dân tình có vẻ đi chơi, ít đi chơi. Vì dịch Covid cho nên là đường xá có vẻ vắng vẻ. Thấy chiếc xe buýt này lượn rất là nhanh. Đó, chỉ còn có 6 phút nữa thôi là về đến điểm này. Mọi người thấy tiện không ạ? Thực ra thì Nhung sử dụng vé xe buýt này tiết kiệm được rất nhiều. Ví dụ là Nhung di chuyển sử dụng cái vé số 23 này, Nhung có thể đi từ khu vực Phương Mai, ngã tư Lương Đình của Phương Mai, hay là khu vực chỗ bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Bạch Mai hoặc là bệnh viện Lão Khoa. Nhung có thể đi lên thẳng hồ Hoàn Kiếm, rất là tiện. Nếu mà đi lên hồ Hoàn Kiếm đi taxi cũng hết khoảng tầm 100.000, cả đi cả về là hết 200.000. Nhưng là đi xe buýt này thì hoàn toàn miễn phí, bởi vì là vé của Nhung là vé tháng, đã mua từ đầu tháng 200.000 một tháng. Thế và Nhung sử dụng cái vé xe buýt này khá hiệu quả. Nhung đi từ nhà lên hồ này, rồi là Nhung đi từ nhà đến cơ quan ở Trần Quang Diệu này cũng bằng cái vé xe buýt này này. Rồi là Nhung đi ra sân bay với số xe là 90 ở tại điểm Hào Nam. Đi xe 99 sang đến chỗ điểm Hào Nam, chuyển sang xe 90 đi ra thẳng sân bay, không tốn một đồng xu nào. Và lúc về cũng vậy ạ, cũng không tốn một đồng xu nào. Nếu không có cái vé xe buýt này thì một tháng cái tiền taxi của Nhung nó cũng phải lên đến vài triệu. Đấy là sự thật ạ. Thế và mọi người cố gắng học cái phương tiện công cộng này, nó rất là chi là tiện lợi. Và nhất là cái xe buýt số 23 này thì nó cũng không quá là đông. Và xe thì sạch sẽ, phụ xe, lái xe đều là những người rất là văn minh. Mình đi các tuyến khác mình cũng thấy là như vậy. Còn tất nhiên là những cái tuyến mà nó quá đông, ví dụ như là tuyến 26 này, hay là những cái tuyến mà đi xuống dưới xuống Cầu Giấy thì Nhung cũng ít khi đi, cho nên là cũng khó đánh giá. Nhưng mà nếu mà để mà đánh giá xe, ví dụ như là xe 23 này, xe 90 thì có thể nói rằng là rất chi là hài lòng. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Xe chắc là đi cái đoạn Bách Khoa này, đến Bách Khoa thì có vẻ hơi tắc hay sao ấy, thấy xe di chuyển hơi chậm. Đó, mình sẽ chờ, bởi vì trong thời gian này mình sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách đi xe buýt. Mà hôm vừa rồi thì mình đi sang bên Đông Anh, đi cùng với một chị đồng nghiệp. Thì chị hôm trước chị không biết đi xe buýt,
thì chị gọi taxi cả đi cả về, vòng vèo cả đi cả về cũng hết 1 triệu. Đó, hết 1 triệu mốt, hơn 1 triệu, tại vì còn phải xuống dưới Cổ Nhuế để đón một người bạn đồng nghiệp nữa để sang Đông Anh để hỗ trợ cho cái chương trình ở trường cấp 3. Thế nhưng mà khi mà nghe Nhung chia sẻ thì đầu tiên là chị cũng rất là ngại, không muốn đi xe buýt. À, mình dẫn chị đi bắt đầu từ cái điểm ngã tư, cái điểm Lương Đình của Phương Mai. Giữa cái đoạn đường Lương Đình của Phương Mai có một cái bến là gần sát nhà mình, và chị lên xe 23 cùng với mình và đi đến điểm ô Quan Trưởng, xuống bắt xe 17 đi thẳng sang bên sang Đông Anh, đến đúng điểm thiết bị điện xuống và đi bộ vào nhà của anh Long, giám đốc vùng trong công ty, trong tập đoàn Equitan AI chuyên về du học và nghề Đức của Nhung. Thế và chị thấy thật sự là tiện lợi và tiết kiệm, gần như là đi chi phí cả đi cả về chỉ có 7.000 cộng với 9.000. Vé 23 thì là 7.000, vé 17 thì là 9.000, đó thì tính có 16.000, cả đi về có 32.000, rất là tiện lợi đúng không ạ? Thế nhiều khi mình cũng phải chịu khó, mình mầy mò, mình học hỏi. Còn tất nhiên là đi xe buýt thì nó cũng có những một số những cái bất cập rồi. Ví dụ như là bất cập là cái việc là, một là bị nhỡ chuyến thì sẽ phải chờ một chuyến tiếp theo thì phải mất thêm 15 phút. Thứ hai là đi xe buýt thì không có những hôm trời mưa thì mình cũng phải cố gắng mang một cái ô đi. Trời mưa, trời nắng mang một cái ô, cái áo chống nắng đi thì cũng khá là tiện. Hoặc là có những cái trường hợp mà xe buýt cần đến nơi rồi thì mình cần phải di chuyển nhanh một chút thì mình mới kịp cái xe đó. Nếu không thì mình lại phải mất thêm 15 phút nữa để mà mình đón thêm một cái xe, chờ một cái xe khác. Thế do đó thì đấy, xe đã đến nơi rồi. Mình chào các bạn nhé.